sẽ giúp mình. Những con quái vật thích pizza. Hả? Quái vật ăn pizza ư? Tôi cần nhiều thức ăn hơn. Gì? Ồ, mình cần một chiếc bánh. Na 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 na. Quái vật thích bánh. Ngon lắm. Gì hả? Con quái vật ăn tất cả thức ăn của mình rồi. Tôi sẽ bắt bạn quái vật. Này, ra khỏi đây mau. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Này, đó là giường của tôi. Ra khỏi đây. Trứng bất ngờ. Em thích trứng bất ngờ. Lại nữa hả? Chào Nikki. Mẹ ư? Vâng, đó là mẹ. Ui chà. Đó là dành cho con. Trứng bất ngờ. Wow. Đừng bò trường dưới gầm giường của con. Được rồi Nikki. Mình thích trứng bất ngờ.